đem mua cho tao phụng á. Chứ gì? Tao biết hết trơn á. Mà tao quên, tao nhớ tên cho tao đâu em quên. Mày làm đó, chứ không có ai làm. Mày cho tao ăn đặng tao phụng á. Có gì có mày chịu à? Mày làm cho tao ăn mày dẻ bừa trong á. Tao đâu có điên. Tao điên. Mà tao ăn đại à. Vậy mày mang tao ăn đó, rồi mày cho tao cái thép là tao phụng luôn. Chứ không có gì chứ. Hồi nào giờ mày hỏi ai coi chỗ này coi sao. Coi tao coi có quên hay lẫn hay gì không. Lẫn mà mất đồ mà biết. Đồ của tao sắp mấy cái